Mùa ăn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì em lại mang đến anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ ngồi với không gian ngồi thoải mái Máy thì nó vừa đủ với khối động cơ là máy 2.0 Chiếc xe em đang cập nhật mang đến anh chị và các bạn thông tin là chiếc xe Mitsu Outlander Phiên bản 2.0 CVT, sản xuất là năm 2022, xe lắp ráp trong nước anh chị ạ đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội biển em đang gắn trên chiếc xe là biển tạm thôi để em đi dọn dẹp xe thôi anh chị ạ hồ sơ đã rút cầm tay mình có thể sang tên ngay trong ngày với tính năng của chiếc xe thì được trang bị như là hệ thống cam 360 và đèn chiếu sáng được trang bị dạng bi bộ dàn nốt của chiếc xe anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua ngồi tràn dàn nốt, nốt của chiếc xe được trang bị nốt Toyo à, la răng thì được trang bị la răng hợp kim với chấu kép trông rất là nổi bật gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và những phần tay mở cửa, những phần nẹp mạ chân kính được mạ bạc. Nhìn trông cho chiếc xe nó sẽ nổi bật và lôi cuốn ở phần thân xe. Những đường nét về sơn si của chiếc xe thì cũng có phần sơn tỉa lại rồi. À, phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến, cam đùi, gạt mưa và đèn cảnh báo như các dòng xe trong cùng phân khúc thôi cụp đèn hậu của chiếc xe thì nó cũng được thiết kế đồ họa rất là ưa nhìn và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì em cũng sẽ mở lên cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua với cốp của chiếc xe này thì nó sẽ sử dụng là cốp cơ với phiên bản premium nó sẽ sử dụng là cốp điện và phần cốp của chiếc xe thì bác chủ cũng khá là cẩn thận bác ý thêm một cái bộ thảm sàn rồi là nót lưng ghế cũng được trang bị đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi mình mua về sẽ không phải trang bị thêm nữa các đường nét chi tiết về keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe thì các bác có thể cùng khám phá qua trong clip để mình có thể cùng cảm nhận về chất lượng chiếc xe em đang cập nhật nó có giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo không anh chị và các bạn có thể nhìn qua những đường nét em quay để mình có thể thấy rõ được về chất lượng của chiếc xe và để đảm bảo an tâm thì cũng có nhiều anh chị và các bạn cũng sẽ mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mình check lại một vòng để đảm bảo an tâm đây là những đường nét về bóng đèn hậu của chiếc xe Em quay chi tiết rõ ràng cho các bác Với những chiếc xe N5 2022 Đời nó khá cao lên anh chị và các bạn Mua về trách lịch sử hãng là cũng rất là dễ dàng thôi Với mức tiêu hai nhiên liệu của chiếc xe Thì nó rơi vào khoảng hơn 11 lít cho đường trong phố Còn đường kết hợp và đường ngoài đô thị của chiếc xe Nó sẽ ăn ít hơn Đây là những đường nét chi tiết về phần cánh cửa của chiếc xe và khu vực tapi cánh cửa với những phần bọc da, nhựa giả da. Đấy, ghế ngồi thì cũng ở những cái phiên bản đời này thì nó sẽ được trang bị ghế bọc da kết hợp với những phần lỉ. À, còn những phiên bản cũ trước đây thì nó được trang bị là chủ yếu là lỉ là chính ở phiên bản CVT, còn bọc da ở phiên bản cao cấp. Với cánh cửa kính lái của chiếc xe thì em cũng sẽ mở lên để anh chị và các bạn có thể tham quan qua với những cái phím chức năng cơ bản thông thường đó là lên xuống kính và chỉnh gương những phần bọc da và những cái phần nhựa bóng các chi tiết để giúp cho chiếc xe nhìn trông nó nổi bật hơn bên trong phần vô lăng của chiếc xe thì nó có tích hợp cho anh chị và các bạn hệ thống đàn thoại này có giới hạn cruise control này phía sau là cụm đồng hồ chỉnh đèn gạt mưa được trang bị auto hết với số km thực tế của chiếc xe đã, đã lan bánh là khoảng 45.763 km. Màn hình được nâng cấp lên màn hình ZTEC rồi. Các tính năng cơ bản của chiếc xe thì cũng được nâng cấp đầy đủ hết rồi anh chị ạ. Mình mua về sẽ không phải nâng cấp thêm nữa. Về cơ bản bên ngoài của chiếc xe, đèn đóm cũng như các uh, chi tiết của chiếc xe thì vẫn giữ nguyên bản theo nhà sản xuất. Về nội thất bên trong thì bác chủ bác chỉ có nâng cấp về cái màn hình thôi. Và hệ thống cam 360 để giúp cho anh chị và các bạn có thể lái xe an toàn Cũng như là ngồi trong xe mình sẽ có nhiều chương trình giải trí và tiện ích hơn Hệ thống cam hành trình báo chủ cũng đã nâng cấp thêm cho chiếc xe rồi Đấy. Với phần máy của chiếc xe thì em cũng sẽ mở lên cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua Với cái khối động cơ của chiếc xe này thì nó sẽ sử dụng khối động cơ máy 2.0 à, Với ngày trước đây thì nó sẽ có phiên bản máy 2.0 và bản 2.4 với bản 2.4 thì hiện tại bây giờ nó chỉ dành cho khách doanh nghiệp Còn với người tiêu dùng thì hãng chỉ để phiên bản 2.0 CVT Và 2.0 CVT Premium Với mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn Một cái mức giá chỉ có 735 triệu Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé Các bác mua một chiếc xe này nó cũng sẽ tiết kiệm được khá nhiều Số tiền thừa còn lại để mình dùng để đổ xăng và chăm chút cho chiếc xe. Và vừa rồi thì em đã đem đến cho anh chị và các bạn thông tin đầy đủ về chiếc xe Mitsu Outlander 2.0 CVT sản xuất năm 2022. Có ngoại thất là màu trắng, nội thất kế da màu đen, làm anh quãng đường khoảng hơn 43.000 km. Tăng chào bán anh chị và các bạn 735 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.